Ngôi nhà này là ở xóm Năm Khế mọi người ạ. Đấy, ngôi nhà này được thiết kế là thành tính ra là thành ba gian lớn mọi người nhá. Đây là một lôi này. Đấy. Ngôi nhà này được lợp là ngói đất. Ngói đây mới mọi người ạ. Ngói này gọi người ta gọi là ngói gốm mị. Đây là gian lôi này. Ngôi nhà này đóng gạch là 60 x 60 và ri thì được cắt gạch nên ra thành 20 phân và một viên chỉ ở trên nữa đóng bằng tường luôn mọi người. Đây này. Cũng là đóng bằng ấm vào bằng tường luôn nhé. Đấy. Đây là gian khách. Đấy, gian khách rất là rộng mọi người nhé. Và đây là cái hậu cung. Ở trong này thì được thiết kế là hai phòng ngủ. Đây là một phòng ngủ này. Ngôi nhà này thì không đổ băng nhân làm buông và đóng trần thôi. Đây là phòng ngủ số 2. Và lôi một phòng ngủ là ba phòng ngủ mọi người nhé. Gian khách rất là rộng. Nói chung là dọn ăn công việc thoải mái luôn. Đây là buông không đổ nhá và đóng trần. Đấy. Ri toàn bộ xung quanh nhà là cả gian khách, cả gian ngủ đã được chạy 20 phân hết mọi người nhá. Đây gạch gian khách cũng được đóng gạch 60 x 60 luôn. Ở đằng sau là đi chống thẩm phá xi măng mọi người. Ở trong này thì được dùng sơn lót ngoài và sơn siêu bóng ngoài luôn mọi người nhá. Đưa ngoài trời vào trong nhà sử dụng luôn. Còn ở mặt sau này thì là đi chống thẩm phá xi măng. Đấy. Hôm sau xong mình sẽ quay review lại cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.